Chào thầy cô và các bạn đã đến với phần giới thiệu về sản phẩm của nhóm chúng em. Trong xã hội ngày nay, vấn nạn trộm cắp luôn là một vấn đề nhức nhối và ngày càng có xu hướng gia tăng. Đi cùng với sự phát triển của công nghệ là đường lối phạm tội ngày càng trở nên tinh vi. Vì để loại bỏ và hạn chế nạn trộm cắp, nhiều thiết bị an ninh đã được ra đời, có thể kể đến như loa báo động, camera an ninh, cửa chống trộm. Tuy nhiên, vì đã trở nên quá phổ biến, nên khả năng đề phòng và cảnh giác của tội phạm đối với chúng ngày càng tăng cao. Chính vì lý do đó, nhóm chúng em đã lên ý tưởng và thiết kế sản phẩm mang tên Lật đật bảo kê 1.0. Sản phẩm Lật đật bảo kê 1.0 là một thiết bị chống trộm, có hình dáng là một con lật đật đồ chơi trang trí có kích thước khá gọn nhẹ, nhỏ nhắn. Vỏ ngoài của sản phẩm được làm bằng đất sét tự khô, có khả năng chống va đập đáng kể. Đi kèm với nó ở bên trong là một mạch cảm biến rung và loa báo động. Sản phẩm được hoạt động dựa trên cơ chế. Khi sản phẩm chịu lực tác động, lúc này mạch sẽ phát ra tín hiệu và kích hoạt còi rung hoạt động. Khi còi hoạt động sẽ gây bất ngờ cho kẻ phạm tội, đồng thời cảnh báo cho gia chủ về mối nguy đang đến. Điều này sẽ khiến cho kẻ tội phạm khó thực hiện hành vi phạm pháp, đồng thời bảo vệ an toàn cho tính mạng và cũng như tài sản của gia chủ. Sau đây xin mời mọi người xem một video về cách thức hoạt động. Và đây là sản phẩm Lật đật bảo kê 1.0 của nhóm chúng em. Sản phẩm gồm hai chế độ. Chế độ thứ nhất là chế độ tắt. Tại chế độ này, lật đật chỉ đóng vai trò là một vật trang trí và không có chức năng rung báo động. Và chế độ thứ hai là chế độ bật. Khi kích hoạt công tắc nằm ở chính giữa của con lật đật, lúc này chế độ này sẽ hoạt động. Lúc này, nếu như con lật đật của chúng ta bị chịu tác động của một lực nhất định, thì nó sẽ kích hoạt cơ chế rung và phát ra những tiếng còi báo động. Nếu như muốn dừng những tiếng rung này, chúng ta hãy kích hoạt lại công tắc một lần nữa.